Xin chào tất cả quý anh chị. Để có một chiếc xe di chuyển an toàn trên mặt đường thì chúng ta phải làm đúng kỹ thuật. Hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho mình lý do tại sao nhà sản xuất Honda họ thường dán một cái tem áp suất lốp mà quý anh chị thường không bao giờ để ý trên những chiếc xe của họ. Và họ có quy định rất là rõ, đối với bánh trước thường bơm sẽ là 2 kg, bánh sau sẽ là 2 kg 26 đối với những chiếc xe tay ga. Chúng ta có thể bơm 2 kg 3, không vấn đề gì hết. Tại sao nó lại có những cái áp suất theo như 2 kg và 2 kg 3 cho bánh trước và bánh sau thì Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình. Và qua video này thì Khanh cũng xin cập nhật cho nhà mình giá vỏ xe, phủ chống đinh sẵn của bên Khanh, một số thương hiệu vỏ mà quý anh chị có thể lựa chọn cho chiếc Airblade, chiếc Vario, chiếc Vision. Vỏ có kích thước vỏ xe là 90-90-14 và 80-90-14. Thì đối với cái chiếc xe của mình, những ba thương hiệu vỏ mà bên Khanh thường sử dụng đó là Pirelli, là một cặp của nó là 1.765.000, Michelin là 1.695.000, Dunlop là 1.455.000. Quý anh chị mua lẻ thì có thể liên hệ với bên Khanh để bên Khanh gửi giá vỏ lẻ của bánh trước hoặc bánh sau. Quý anh chị ở xa thì Khanh có thể ship về nhà cho nhà mình. Quý anh chị ở gần thì có thể giống như chiếc này qua bên Khanh lắp đặt. Những cái vỏ xe của bên Khanh được thiết kế theo áp suất đúng của nhà sản xuất quy định, đó là bánh trước 2 kg, bánh sau 2 kg 26. Quý anh chị có thể trong cái khoảng 2 kg 26 đến 2 kg 4 cho bánh sau là hoàn toàn bình thường. Tại sao mà có nhà sản xuất họ quy định là bánh trước là 2 kg? Có lý do. Thứ nhất, khi mà quý anh chị thắng bóp thắng trước, áp suất lốp 2 kg, chúng ta sẽ không bị té, không bị trượt bánh. Đây là những cái thông tin cực kỳ quan trọng mà quý anh chị thường ít quan tâm. Cái thứ hai, nếu quý anh chị bơm đúng áp suất 2 kg cho bánh trước thì chúng ta sẽ không bị hư nhựa ở phần đầu xe, chúng ta không bị hư chán cổ, chúng ta không bị nhớt xì ở cái phục trước. Đó là những cái thông tin mà quý anh chị thường hay bị khi mà di chuyển ở các cung đường Việt Nam. Những chiếc xe Airblade, những chiếc xe Vario, những chiếc xe Vision thường hay kêu chán cổ, thường hay bị xì phục, thường hay bị hư nhựa đầu xe. Đó là chúng ta không để ý đến áp suất lốp. Với áp suất lốp đúng 2 kg, quý anh chị bẻ lái rất là nhẹ, chúng ta không bị nặng đầu xe. Và với áp suất lốp đúng như vậy, quý anh chị chạy mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hao xăng của chiếc xe sẽ là thấp nhất, và chúng ta một lít xăng chúng ta sẽ đi ra dài nhất. Đó là ở bánh trước. Bánh sau thường sẽ có quy định là 2 kg 26 cho việc chở một người, và cả chở hai người cũng là 2 kg 26. Tại sao có áp suất này? Với áp suất bánh sau là 2 kg 26 thì quý anh chị đi sẽ không bị đau lưng, nó sẽ không bị quá cứng để thốc vào phần lưng của quý anh chị. Vấn đề thứ hai, cây phuộc sau được thiết kế với áp suất này thì nó sẽ bền và nó sẽ không bị xì nhớt. Đó là những cái thông tin mà Khanh gửi đến cho quý anh chị. Ngoài ra, đối với những chiếc xe tay ga thì ở trục bánh sau nó còn có hệ thống truyền động, bao gồm có là dây cu ro, bao gồm có nồi, bao gồm có bi, vân vân. Chúng ta bơm quá áp suất thì chúng ta sẽ chạy trên cục đá. Và lớp cao su của bên Khanh cũng được thiết kế ở bánh sau là 2 kg 26, tức là Khanh sẽ thiết kế từ 2 kg 2 đến 2 kg 4. Đây là những cái thông tin mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị để chúng ta sử dụng đúng áp suất, vỏ xe của chúng ta sẽ bền nhất. Và với kích thước đinh chịu đựng được của những cái vỏ xe máy là 4 ly trở xuống, chúng ta rút ra không cần phải vá lại. Còn nếu quý anh chị bơm quá áp suất thì áp suất khi chúng ta sử dụng bị những cái đinh đâm vào thì nó sẽ bị nhỏ xuống, tức là do áp suất quá lớn thì nó sẽ những cái đinh mà 3 ly thì nó cũng có nguy cơ không cầm hơi được. Đó là những cái thông tin mà Khanh muốn gửi đến. Thì trong những trường hợp như vậy thì quý anh chị có thể giữ đinh. Đối với những cái vỏ của bên Khanh thiết kế là chúng ta không cần phải rút khi có những cái đinh đâm vào, trừ những cái đinh đầu vuông chúng ta bắt buộc phải rút ra, thì những cái đinh đầu tròn, đầu phẳng chúng ta không cần phải rút ra. Đây là những cái thông tin mà Khanh gửi đến cho chúng ta. Đây là lớp cao su, nó sẽ tự liền, tự bọc kín những cái đinh lại. Quý anh chị sẽ không bao giờ bị mất hơi đột ngột, chúng ta không bị mất lái. Đây là những cái ưu điểm an toàn của lớp cao su phủ chống đinh, khác hoàn toàn thời trước chúng ta dùng một chai keo lỏng chúng ta đổ vào nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị luôn theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.